Dự án chung cư, khu đô thị đang được thành phố Hà Nội đẩy mạnh và phát triển. Tuy nhiên, việc quy hoạch đô thị không gắn liền với hạ tầng giao thông đang gặp phải nhiều vấn đề bất cập. Phố Nguyễn Tuân dài khoảng 1 km và đang trở thành khu đất vàng với hàng loạt chung cư đua nhau mọc lên như nấm. Với những lời mời gọi quảng cáo hấp dẫn về tiện ích, về dự án mở rộng đường. Thế nhưng đến nay dự án chưa thấy đâu, người dân thì vẫn phải chịu cảnh ùn tắc kéo dài, thậm chí là bụi bẩn khi mà các công trình đang trong giai đoạn thi công và xây dựng. Giải tỏa cái đường này thì nó đỡ tắc. Nhưng mà đây là bây giờ chưa là nó chưa tắc đâu nhưng mà nữa học sinh đi học là tắc. Đâu đây một tí là nó tắc. Có thể thấy tình trạng quy hoạch theo kiểu nhồi nhét đang diễn ra phổ biến. Cứ có khu đất vàng, ắt sẽ có những tòa nhà cao tầng sang trọng mọc lên, bất chấp hạ tầng giao thông có đáp ứng được hay không. Và như phố Nguyễn Tuân làm phép tính, sẽ có khoảng hàng chục nghìn căn hộ như vậy sẽ kéo mật độ dân cư, lưu lượng phương tiện tăng lên và ùn tắc là điều khó tránh khỏi. Tại Hà Nội không chỉ có phố Nguyễn Tuân trong tình trạng đường bé, người đông, mà phố Nguyễn Đức Cảnh cũng là một trong những tuyến phố có mật độ xây dựng chung cư cao. Phố Nguyễn Đức Cảnh dài khoảng 700 m mà có hai dự án đã được đưa vào hoạt động, còn hai dự án 60-70 Nguyễn Đức Cảnh đã hoàn thành bàn giao với dự kiến khoảng 4.000 dân với mức phát triển đô thị như hiện nay tại hà nội thì việc phát triển đồng bộ khu đô thị và nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông là vô cùng cấp bách